về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 8. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về Unit 10 với một bài học khác, đó là A Closer Look To. Và như thường lệ thì trong phần A Closer Look To, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ pháp. Như cô đã giới thiệu từ đầu của Unit số 10, phần ngữ pháp trong Unit này mình sẽ tìm hiểu về thứ nhất là ôn tập lại thì tương lai tiếp diễn, và thứ hai là tìm hiểu một số động từ đi với động từ nguyên thể có to. Bây giờ các bạn hãy mở sách giáo khoa trang số 41 giúp cô nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ thông qua 6 bài tập, và ngay bây giờ hãy cùng cô bắt đầu phần đầu tiên trong bài học, đó là ôn tập về thì tương lai tiếp diễn. Activity 1. Listen again to part of the conversation in Getting Started. Underline the future continuous tense and answer the questions. Hãy nghe lại một phần của cuộc hội thoại trong Getting Started. Gạch chân thì tương lai tiếp diễn và trả lời các câu hỏi. Vậy để gạch chân được thì tương lai tiếp diễn thì chúng ta cần phải biết được thì tương lai tiếp diễn nó có cấu trúc hay là nó có dạng như thế nào, đúng không nào? Vậy các bạn còn nhớ thì tương lai tiếp diễn cấu trúc của nó là gì không? À, rất đơn giản. Đó là chủ ngữ cộng will be cộng verb in. Đó chính là cấu trúc tổng quát của thì tương lai tiếp diễn. Bây giờ thì các bạn hãy cùng cô quan sát vào nội dung của hội thoại trong sách giáo khoa, và cô sẽ bật file nghe cho các bạn nghe nhé. Unit 10, page 41. A closer look to grammar. Activity 1. Listen again to part of the conversation in Getting Started. Underline the future continuous tense and answer the questions. How about this Sunday afternoon at 2:30 p.m? There's Superman 3. Great, but I'll be having my Vietnamese class then. Let's go for the 4:15 p.m. show. I'll need to take the bus to Nguyen Yu Street, and it's quite far. But it's not Galaxy Nguyen Yu. We'll be seeing at Galaxy Nguyen Chai. Bây giờ thì hãy cùng cô nhìn lại cuộc hội thoại này và gạch chân thì tương lai tiếp diễn nào. Chúng ta có hai câu có thì tương lai tiếp diễn trong phần hội thoại này. Thứ nhất đó là gì? But I'll be having my Vietnamese class then. Và thứ hai đó là we'll be seeing it at Galaxy Nguyễn Trãi, đúng không nào? Và bây giờ mình sẽ cùng nhau thảo luận hai câu hỏi ở bên dưới của sách giáo khoa. 1. What will Nick be doing at 2:30 p.m. this Sunday? Nick sẽ đang làm gì vào lúc 2:30 chiều chủ nhật? 2. What will Phúc and Nick be doing at about 4:15 p.m. this Sunday? Phúc và Nick sẽ đang làm gì vào khoảng 4:15 chiều chủ nhật này? À, chúng ta thấy hai câu mà mình vừa gạch chân chính là hai câu có thể là câu trả lời cho hai câu hỏi ở phía bên dưới. Trước hết, 1. What will Nick be doing at 2:30 p.m. this Sunday? Nick sẽ đang làm gì vào lúc 2:30 chiều chủ nhật? Thì câu trả lời chính là cậu ấy sẽ đang có một lớp học tiếng Việt. Mình sẽ trình bày câu trả lời ngắn gọn như sau. He will be having his Vietnamese
clothes. 2. Câu số 2 thì sao? Ở câu số 2 thì người ta hỏi vào lúc 4 giờ 15 chiều chủ nhật, Phúc và Nick sẽ đang làm gì? Thì chúng ta thấy là vào lúc 4 giờ 15 chiều họ đi xem phim, đúng không nào? Họ xem phim ở rạp Galaxy Nguyễn Trãi. They will be seeing film at Galaxy Nguyễn Trãi. Vậy là mình đã trả lời xong hai câu hỏi cho hoạt động số 1 rồi. Vậy hãy cùng cô nhìn một chút vào cái phần review ôn tập của sách giáo khoa ở bên dưới nhé. We use the future continuous tense to express being in the process of doing something at a specific time in the future. À, chúng ta sẽ sử dụng thì tương lai tiếp diễn để diễn tả xem một cái quá trình nó đang như thế nào ở một thời điểm xác định trong tương lai. Cái mà cô cần các bạn nhớ đó là một thời điểm xác định trong tương lai. Thời điểm đó chính là một cái mốc thời gian rất là cụ thể. Nhớ cho cô nhá, thời gian nó phải rất cụ thể. Ví dụ, tonight at 8:30 p.m. Mai will be watching Frozen again at home. She loves it. Tối nay vào lúc 8:30 thì Mai sẽ đang xem bộ phim Frozen một lần nữa tại nhà. Cô ấy thích nó. Ở trong câu này thì mình có cái mốc thời gian rất cụ thể, đó là vào lúc 8:30 tối và cô ấy đang trong quá trình xem bộ phim này vào lúc 8:30 tối, được chưa nào? Phần này thì chúng ta cũng đã được học rồi đấy, mình chỉ nhắc lại nó mà thôi. Vậy nên nếu bạn nào chưa nắm vững thì đây là một cơ hội để cho các bạn ôn tập và củng cố kiến thức. Bây giờ hãy cùng cô thực hành thì tương lai tiếp diễn với hoạt động số 2. Complete the sentences with the future continuous. Hoàn thành các câu với thì tương lai tiếp diễn. Ở phần đầu của bài học, cô đã nhắc lại cho các bạn về cấu trúc của thì tương lai tiếp diễn rồi. Và trong phần review này, các bạn cũng đã được ôn tập về cách dùng của thì tương lai tiếp diễn rồi. Thế nên chúng ta sẽ cùng tao bắt tay vào hoàn thành 6 câu ở bên dưới luôn nhé. One dot dot dot, he'll still sleep this time tomorrow. No, he's study in the library. Câu số 1 của chúng ta là một câu hỏi. Và câu hỏi thì chúng ta có will đứng trước chủ ngữ và đằng sau chủ ngữ sẽ là be sleeping. Will he still be sleeping this time tomorrow? No, he will be studying in the library. Cậu ấy sẽ vẫn ngủ vào giờ này ngày mai à? Không, cậu ấy sẽ đang học ở thư viện. 2. She's now in Ho Chi Minh City, but she have a holiday in Da Nang at the end of this month. Cô ấy bây giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cô ấy sẽ đang will be having sẽ đang có một kỳ nghỉ ở Đà Nẵng vào cuối tháng này. 3. They will be eating dinner at 8 p.m. Họ sẽ đang ăn tối lúc 8 giờ. 4. She stayed in her classroom during the break today.
Đây lại là một câu hỏi. Thế thì ta sẽ có will đứng ở đầu câu trước chủ ngữ, do đó là be cộng verb in là stay in. Cô ấy sẽ đang ở trong lớp học vào giờ giải lao ngày hôm nay phải không? Yes, she will be writing an email to her friend. Đúng vậy, cô ấy sẽ đang viết một bức thư điện tử cho người bạn của cô ấy. 5. Mona says the children will be playing in the garden when you arrive. Mona nói rằng bọn trẻ sẽ đang chơi ở trong vườn khi mà bạn đến. 6. This time next year, folk will be learning a new language. Vào giờ này năm sau thì Phúc sẽ đang học một ngôn ngữ mới. Hoạt động số 2 này rất là dễ nếu như chúng ta đã được ôn tập ở phần bên trên từ cách dùng cho đến cấu trúc của thì tương lai tiếp diễn, đúng không nào? Và mình thấy cái đặc điểm chung của cả 6 câu này đó là nó đều có những mốc thời gian rất cụ thể. Và câu số 1 đó là this time tomorrow. Câu số 2 at the end of this month. Câu số 3 at 8 p.m. Câu số 4 during the break today. Câu số 5 when you arrive. Câu số 6 this time next year. Vì vậy mình mới rút ra một lưu ý màu đỏ. Đó là gì? Chúng ta thường bao gồm có một mốc thời gian cụ thể khi sử dụng thì tương lai tiếp diễn. Nhớ cho cô điều này nhé. Đây cũng chính là một trong những dấu hiệu rất quan trọng để chúng ta nhận biết thì tương lai tiếp diễn khi mình chia động từ cho các câu. Bây giờ thì hãy cùng cô chuyển sang trang số 42 để đến với những bài học tiếp theo. Bài tập số 3. Look at the years provided. Work in groups to predict when the following may happen in the future. Then compare the answers with other groups. Hãy nhìn vào những năm đã được cho. Làm việc theo nhóm để dự đoán xem khi nào những điều sau đây sẽ xảy ra trong tương lai. Sau đó thì so sánh với nhóm khác. Chúng ta có 3 mốc thời gian, đó là 3 năm 2030, 2214 và 2114. Ở phía bên dưới chúng ta có 6 câu. Và đương nhiên, bài tập này là một bài tập phụ thuộc hoàn toàn vào những cái suy nghĩ và những ý tưởng của chúng ta. Chính vì vậy, cô sẽ chỉ giúp các bạn là dịch các câu này ra nghĩa để các bạn hiểu và các bạn dự đoán thôi. Còn về phần điền năm bao nhiêu sẽ là lựa chọn của các bạn. 1. We won't be using landline telephones in. Chúng ta sẽ không sử dụng điện thoại có dây vào năm nào. 2. We will still be sending snail mail in. Chúng ta vẫn sẽ gửi thư chậm, tức là gửi thư tay, vào năm bao nhiêu. 3. We will be communicating with telepathy devices in. Chúng ta sẽ giao tiếp với các thiết bị thần giao cách cảm vào năm bao nhiêu. 4. We will still be using art to communicate in. Chúng ta vẫn sẽ sử dụng nghệ thuật để giao tiếp vào năm bao nhiêu. 5. We won't be working face to face anymore in. Chúng ta sẽ không làm việc trực tiếp nữa vào năm bao nhiêu. 6. We will be using signs in dot dot dot, but the signs will be more interactive. Chúng ta sẽ sử dụng nhiều ký hiệu hơn vào năm bao nhiêu, nhưng mà các ký hiệu sẽ có cái sự tương tác nhiều hơn.
Hoạt động này các bạn hãy tự suy ngẫm và đưa ra câu trả lời của mình để so sánh với những người bạn khác nhé. Hoạt động này cũng đã kết thúc phần đầu tiên trong bài học của chúng ta, đó là phần ôn tập về thì tương lai tiếp diễn. Tiếp theo, hãy cùng cô đến với phần ngữ pháp số 2 của bài học, cũng là một phần ngữ pháp rất quan trọng, đó là các động từ đi với to verb. Hoạt động số 4. Look at the conversation in getting started again and write down all the verbs that are followed by to verb that you can find. Hãy nhìn vào cuộc hội thoại trong phần Getting Started một lần nữa và viết xuống tất cả những động từ mà được theo sau với động từ nguyên thể có to mà em có thể tìm được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại cuộc hội thoại phần Getting Started nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm ở trong cuộc hội thoại này những cái phần mà nó có cấu trúc là một động từ cộng với một động từ có to ở đằng trước. Đầu tiên, rất dễ, đó chính là want to ask. Động từ want cộng với to verb. Được chưa? Tiếp theo, chúng ta có plan to meet. Lên kế hoạch gặp gỡ nhau. Bên dưới, ta có decided to go. Quyết định đi. Want to meet. Tiếp theo, mình có tried to call, cố gắng gọi điện. Và cuối cùng đó là need to take. Đó chính là những cái bộ phận ở trong cuộc hội thoại mà có cấu trúc là động từ cộng to verb. Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê lại những cái động từ này trong hoạt động số 4 của sách giáo khoa. Chúng ta có những động từ gì nào? Mình có want, có plan, có decide, có want, có try và cuối cùng là need. Cả 6 động từ này đều theo sau bởi to verb. Và ở dưới chúng ta có một phần lý thuyết sách giáo khoa cung cấp cho chúng ta. If we want to follow a verb with another action, we must use either a gerund or an infinitive. Nếu chúng ta muốn theo sau một động từ bởi một hành động thì chúng ta phải sử dụng verb ing hoặc là to verb. Nôm na là như thế. Và để biết được những động từ như thế nào thì được theo sau bởi to verb, hãy cùng cô quan sát các dấu chấm của sách giáo khoa ở phía bên dưới. Chúng ta có 3 loại động từ theo sau sẽ là to verb. Đó là verbs of thinking, những động từ chỉ cái sự suy nghĩ, ví dụ như choose, lựa chọn, decide, quyết định và plan, lên kế hoạch. Thứ hai, đó là verbs of feeling, những động từ chỉ cảm xúc, cảm giác, ví dụ như love, yêu, hate, get, prefer, thích cái gì hơn. Và cuối cùng là những cái động từ khác, thì phần những động từ khác này buộc chúng ta phải ghi nhớ, phải học thuộc. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang các bài tập để thực hành cái phần lý thuyết này. Hãy cùng cô đến với bài tập số 5. Yêu cầu của hoạt động số 5 là choose the best answer, chọn đáp án đúng nhất. Chúng ta có tất cả là 5 câu cần phải hoàn thành và tương ứng với 5 câu này thì chúng ta sẽ có 3 phương án để lựa chọn. Ở hoạt động này thì mình ôn tập về vấn đề là verb ing hay là to verb, thế nên hãy để ý cho cô cái động từ ở đằng trước của ô trống nhé. 1. We've decided dot 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 in Ho Chi Minh City for 3 more days. Ở trong câu số 1 này mình có động từ là decided. Động từ decide sẽ đi với to verb
Thế nên câu số 1 ta sẽ lựa chọn phương án là C. Chúng tôi đã quyết định ở thành phố Hồ Chí Minh thêm 3 ngày nữa. 2. Do you want dot 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 a mobile phone battery that uses solar energy? Ở câu số 2, mình có want. Theo sau want là to verb, thế nên đáp án của chúng ta là B. Bạn có muốn có một cục pin điện thoại di động sử dụng năng lượng mặt trời không? 3. They choose dot 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 the bus there. Câu số 3 thì động từ của chúng ta là chose. Và động từ này mình đã gặp trong phần lý thuyết của sách giáo khoa. Nó chính là loại động từ chỉ suy nghĩ, đúng không nào? Đi với to verb. Ta chọn đáp án A. Họ đã chọn đi xe buýt đến đó. Tiếp theo là câu số 4. I tried dot 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 you lots of times but couldn't get through. Động từ của chúng ta là tried. Try sẽ đi với to verb, có nghĩa là cố gắng làm gì. Ta lựa chọn cho cô phương án C. Tôi đã cố gắng gọi bạn nhiều lần nhưng mà không thể gọi được. Và cuối cùng là câu số 5. I think in the future, many people will prefer dot 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 by using social media. Tôi nghĩ ở trong tương lai thì nhiều người sẽ thích. Thích cái gì nhỉ? Prefer sẽ đi với to verb. Chúng ta lựa chọn cho cô phương án A. Nhiều người sẽ thích giao tiếp bằng mạng xã hội hơn. Chúng ta thấy là phần động từ đi với to verb nó rất là dễ nếu như các bạn đã thuộc được những động từ đó, đúng không nào? Thế thì về nhà hãy dành thời gian nhiều hơn cho phần này và học thuộc dần giúp cho cô nhé. Có rất nhiều những động từ đi được với to verb mà các bạn cần phải học. Thế thì mỗi ngày các bạn hãy cố gắng học cho cô 4 đến 5 từ thôi là đã được rồi. Được chưa nào? Nhớ là học mỗi ngày cho cô nhé. Bởi vì phần này nếu như các bạn không thuộc, không học là các bạn sẽ quên luôn vào ngày mai đấy. Chúng ta kết thúc hoạt động số 5 và cùng nhau đến với hoạt động số 6 nào. The dream list. Imagine we are in the year 2050. Walk in here and select 3 ways of communication that you think will be most common. Then make the list longer by sharing your ideas with another pair using full sentences. Đây là một cái danh sách trong mơ. Hãy tưởng tượng là chúng ta đang ở năm 2050, làm việc theo cặp và chọn ra 3 cách giao tiếp mà em nghĩ là sẽ phổ biến nhất. Sau đó lập danh sách dài hơn để chia sẻ với cả lớp. Ở đây sách giáo khoa đã cho chúng ta một ví dụ. We'll be using video conferencing in every meeting. Chúng ta sẽ sử dụng hội nghị video cho mỗi cuộc họp. Hoặc chẳng hạn như chúng ta sẽ sử dụng body language. Chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ cơ thể. We will be using body language. Đó, chẳng hạn như thế. Cốt yếu của bài tập số 6 này đó là chúng ta sẽ sử dụng cho cô thí tương lai tiếp diễn, chủ ngữ cộng will be cộng verb in. Đó. Và hãy thực hành bài tập này ở trên lớp cùng với những người bạn của mình nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô rất cảm ơn sự chú ý và quan tâm của các em đối với bài học. Và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.